Thưa quý vị và các bạn, nếu nội tâm của một người yên bình, tĩnh lặng, lạc quan, từ bi, ngay chính, lương thiện thì cơ thể của người ấy sẽ hoạt động một cách trơn tru. Người ấy đương nhiên sẽ có được một sức khỏe tốt, tinh thần tốt, dung mạo phúc hậu cũng chính là phúc tướng. Một người nếu có khí chất so với những người khoác trên thân những món hàng hiệu càng được người ta khẳng định hơn. Người xưa nói, ba đời mới có thể bồi dưỡng ra được một quý tộc. Sự cao quý toát ra từ bản thân một người thì vàng bạc cũng không thể mua được. Khí chất cao quý là một quá trình tích lũy lâu dài qua năm tháng, dần dần tu dưỡng, hun đúc mà trở nên tốt đẹp. Khí chất cao quý ngấm sâu vào hồn cốt của người ta, dù có tiền bạc trăm vạn lượng cũng không sao mua được. Bởi nó liên quan chặt chẽ với sự giáo dục, hun đúc truyền thống của gia tộc và sự tu dưỡng của cá nhân. Phàm ở đời, ai cũng muốn được cao quý trong đời, được nể trọng. Nhưng không phải cứ nhiều tiền, nhiều bạc có thể làm nên người cao quý. Mà một người cao quý chân chính thực thụ thường sẽ sở hữu 6 loại quý tướng sau đây. Thứ nhất, đó là đức dài. Cổ nhân nói, hậu đức tài vật. Chính là nói bạn chỉ cần có đức hạnh tốt thì không có sự tình gì không gánh chịu được. Ngược lại, người không có đại đức thì không có cách nào thành tựu đại sự. Cổ nhân khuyên bảo chúng ta cần phải lấy làm vui khi chịu thiệt thòi, quan tâm đến suy nghĩ của người khác mới có thể thành tựu sự nghiệp. Đồng thời, đức dày là phúc, là một người phúc hậu mới có thể được người khác tôn trọng. Người có đức dày thường có thể rộng lượng bao dung người khác. Một người muốn làm nên một phen sự nghiệp nhất định phải có khí độ rộng rãi, có thể dung nạp người trong thiên hạ thì mới có thể được lòng người trong thiên hạ. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng nói rằng: Đại trượng phu sử kỳ hậu, bất sử kỳ bạc, cư kỳ thực, bất cư kỳ hoa. Ý muốn nói rằng, bậc đại trượng phu ở chỗ dày dặn mà tránh chỗ mỏng manh, ở chỗ thực mà tránh chỗ hào nhoáng. Nội hàm trọng yếu của hậu đức chính là ở chỗ thực, tránh chỗ xa hoa, hào nhoáng. Lão Tử nhìn thấy rằng, hoa lệ, phồn hoa cũng chính là danh lợi mà chúng ta ngày nay nói tới. Trên bản chất là nông cạn, không thực tế, cũng không vĩnh hằng. Vậy cái gì mới là thật đây? Lão Tử cho ra đáp án là dài, cũng chính là đức dài. Người thực sự có khí chất cao quý, không truy cầu phồn hoa, hư danh, họ thường giản dị chất phác, trở về với chân ngã của mình. Chúng ta có thể thấy rằng, càng là nhân sĩ học thức có tu dưỡng cao thì càng nhân ái, họ không chú trọng quyền quý, đối mặt với người yếu thế thì nảy sinh lòng xót thương. Đây không phải là giả bộ, mà chính là một loại khí chất cao quý thực sự. Không có đức dài, chỉ dựa vào công danh, cơ hội hoặc thủ đoạn phi pháp để cầu phúc thì cũng giống như hoa cắm ở trong bình, bởi vì thiếu đất để sinh trưởng, lập tức sẽ khô héo. Thứ hai là thiện lương. Một người ở căn nhà đắt cỡ nào, xe sang ra sao, kỳ thực đều chẳng có gì ghê gớm. Đối với một người xa lạ, vốn không quen biết, có thể thể hiện ra thiện ý lớn bao nhiêu mới là thước đo cao quý thực sự. Đáng tiếc chính là rất nhiều người không thể hiểu được chuyện này. Có những chọc phú mới nổi đến nhà hàng dùng cơm, hơi chút không vừa ý là lớn tiếng quát mắng người phục vụ. Cũng có những lãnh đạo suốt ngày chỉ chăm chăm tóm chặt một chút lỗi nhỏ của cấp dưới mà không chịu bỏ qua. Lại có những người miệng nói như phun trâu nhả ngọc, ấy vậy mà trong lòng đầy ác tâm, không ghê tay làm việc xấu. Cũng như điều người ta thường gọi là miệng nam mô bụng một bổ giáo găm. Sự tình như vậy trong cuộc sống ta vẫn luôn có thể dễ dàng bắt gặp.